Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 385 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học khi được tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã có nhiều giáo viên được tuyển dụng và yên tâm công tác, là động lực thúc đẩy để các thầy cô thi đua, đổi mới dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục. Tại huyện Quế Châu, đến nay đã tuyển dụng được 58 giáo viên theo nghị quyết 385, là địa phương tuyển dụng cao nhất tỉnh, trong đó có 23 giáo viên mầm non, 35 giáo viên tiểu học, với kinh phí hỗ trợ trên 7 tỷ đồng. Cô giáo Đào Thị Quyên, tốt nghiệp Đại học Sư phạm đã lâu, trước đây phải đi dạy hợp đồng ở địa phương khác, công việc chưa ổn định, vì vậy cuộc sống bấp bênh. Vừa qua cô đã trúng tuyển và được tuyển vào trường tiểu học xã Đông Kết. Chúng em cảm thấy rất là vui và phấn khởi, và đó cũng là cái nguồn động lực rất lớn là để cho chúng em yên tâm công tác. Cũng giống như cô Quyên, cô Phạm Thị Thùy mới ra trường khi nghị quyết 385 có hiệu lực. Cô đã được tuyển vào trường mầm non xã Đại Tập. Mặc dù là giáo viên mới, nhưng cô Thùy đã nỗ lực học hỏi và phát huy những kiến thức được đào tạo, vì vậy đã nhanh chóng thích nghi để nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong quá trình học thì em nghĩ là sau này ra trường thì rất là khó có thể có cơ hội được vào các đơn vị sự nghiệp công lập. Nhưng mà trong khi quá trình ra trường và có bằng ấy, thì em cảm thấy rất là may mắn cho mình là khi vừa mới ra trường đã được tuyển dụng ngay, được các chính sách hỗ trợ của tỉnh, được tuyển dụng vào trường mầm non công lập. Cũng như nhiều địa phương khác, những năm học vừa qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Quế Châu đều đứng trước khó khăn chung về đội ngũ thiếu rất nhiều so với định mức. Chẳng hạn, theo quy định, đối với nhóm nhà trẻ yêu cầu bố trí 2,5 giáo viên một lớp, đối với mẫu giáo yêu cầu bố trí 2,2 giáo viên một lớp. Nhưng thực tiễn hiện nay, cả nhóm mẫu giáo lẫn nhà trẻ đều chỉ đáp ứng chưa đến 1,5 giáo viên một lớp. Vì vậy, việc tuyển dụng giáo viên theo nghị quyết 385 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là sự quan tâm của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục, giúp cho các trường cơ bản giải quyết vấn đề thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời góp phần thu hút, động viên học sinh đăng ký học sư phạm. Trước đây đối với trường mầm non Đại Tập chúng tôi là do thiếu giáo viên, thế cho nên là cái việc chăm sóc giáo dục các cháu là gặp rất nhiều khó khăn. Thế thì tuy nhiên từ khi mà được tuyển hai cô về trường thì nhà trường chúng tôi đã phân công giáo viên và đứng vào những lớp mà có đông học sinh. Thì với hiện nay thì nhà trường đã được đảm bảo gọi là tương đối về cái việc giáo viên đứng lớp cũng như trong cái công tác chăm sóc giáo dục các cháu đã được tốt hơn. Việc tuyển dụng giáo viên này thì đã đáp ứng tốt cái chương trình giáo dục phổ thông để dạy đúng với cái phân môn, đúng chuyên môn và trình độ đào tạo, thì nhằm mục đích để nâng cao cái chất lượng giáo dục của nhà trường cũng như là nâng cao các cái môn mà trong chương trình giáo dục phổ thông quy định, đó là những cái môn bắt buộc mà cần có cái giáo viên chuyên trách. Theo nghị quyết, mức hỗ trợ với giáo viên mầm non tuyển mới là 162 triệu đồng một người, giáo viên tiểu học được hỗ trợ 108 triệu đồng. Đồng thời, những người đang từ môi trường đào tạo sư phạm đi ra sẽ có cơ hội tốt hơn khi quyết định theo nghề, bố trí, sắp xếp nhiều giáo viên hơn, góp phần giảm tải lớp học, sĩ số lớp có thể giảm xuống, trẻ sẽ có cơ hội được chăm sóc tốt hơn. Tất cả các đồng chí giáo viên khi được tuyển dụng thì đảm bảo về trình độ theo đúng luật giáo dục 2019 là tất cả từ mầm non là phải có trình độ từ cao đẳng trở lên. Còn đối với tiểu học và trung học cơ sở thì 100% là đảm bảo trình độ đại học. Theo Sở Nội vụ, đến nay các địa phương đã tuyển được 311 giáo viên mầm non và tiểu học với số kinh phí hỗ trợ trên 40 tỷ đồng. Có thể khẳng định việc ban hành nghị quyết 385 nhằm động viên, khuyến khích con em trong và ngoài tỉnh lựa chọn đi học ngành sư phạm, tạo nguồn cho việc tuyển giáo viên để đảm bảo số lượng, chất lượng giáo viên theo quy mô số lớp, số học sinh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập và thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân trong tỉnh.